Má nhân nhầm xuống với nhau vậy thôi. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với con AK47 cũng không. À AK12 chứ, nhầm. Ôi nhìn đạp lên nó sướng thế nhở. Không biết con Tích Hoàn thì lên 15 kill này vẫn là 10 kill nhở. 2 kill này. 3 kill này. Đây. 4 kill này. Em đợi tí. À 5 kill. 5 kill này. Ơ, nháy kìa. 6 kill này. Không nào đi đằng sau. Ngon rồi, không nào đi đằng sau anh ạ. Nào đam lên. Không nào đằng sau. Bot ơi, bình tĩnh bot ơi, 500 đam này. Ui, 11 kill rồi. Mày qua vừa chạm ngưỡng. Nhưng mà tạm thời là mình định để Tích Hoàng 15 kill cơ. Với cả nãy là mình cũng thủ mà. Giờ đi săn 15 kill cũng khó này. Phải parkour các thứ. Hiện tại là mình vừa vào trận được 400 điểm ấy. Vừa vào được 400 điểm luôn mà. Thật sự là quá anh nhọn đi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ơ, mình thấy giật giật thế nào ấy nhỉ? Đây là mình làm dòng. Một chém, đéo chết ai. Bình tĩnh mấy bé. Đau đấy, bắn đau đấy. Nhà mình qua, chiều qua này mình cào cho sướng em ạ. Mũ tốc độ chạy. Đây. Một chú bé ngơ ngác. Hai thằng. Đây đông vui này, trong này đông vui này. Ai chết kịp đấn ép. Đây. Để mình đổi lại con AK. Ôi, chết nhanh thế. Hai kill này. Ôi, gì nó sấy đi. Ôi, sao thằng kia chết rồi. Ôi, không để thằng kia chết luôn đấy. Ôi, bot ơi, bình tĩnh bot ơi. Bot ơi, bình tĩnh. Ôi dồi. Vậy em tật kìa. 6 kill. Parkour kiểu xe thế à, đúng không? Đây là kiểu xe ép mà, đúng không? Ê, bình tĩnh. Ui, tôi chào mọi. Trời ơi, quê mãi rồi. Ơ, sao bọn đấy bị chấm trượt được nhở? Ok. C4 là C4 tí nữa bạn ơi, mình đang chơi cái này hay. Ok. Lại tưởng cào trượt thế thì thôi, mình chịu đấy. Ui, giờ đông này. Đây, giờ chúng nó thấy mình cái này, giờ chúng nó thấy mình rồi. Giờ là khó rồi này, bây giờ khó cho mình này. Ui, nó bây giờ máu trâu quá rồi. Ui, nó lao. Đây rồi, ngon rồi. Ui giời ơi, trời đất nó dung hoa và chim rồi. Ra đây. Thằng lao nháo ra đây. Thằng boss ra đây nốt. Ra đây nốt. Một phát nữa chết. Một phát nữa là chết mà. Sợ anh em thấy mình chạy quả. Quá lì đâu. Hai hiệp 700 điểm này. Hồ Xuân mà. Mình thề cái combo này chơi sướng quá lì. Nó chỉ là combo cổ thôi nhưng mà rất là ngon anh em ạ. 768 điểm. Thưa nó ra combo AK, đúng rồi, nó thưa nó ra combo AK12 cũng không, với cả con bom cũng không. Cũng không thì nó chỉ có M4 MBR này, con AK với cả con bom thôi. Còn nó không có con gì khác cả anh em. Đây rồi, một con. Hai con. Nào nữa. Đây còn đúng không? Ở bên này còn. Mình không thắc hang nào cả. Đứng lại. Sao cầm con sóc đây. Ôi chơi hết rồi mà, nhầm, hết người. Bây giờ đến lúc mà xả này. Đâu rồi, dòm đâu rồi. Đây, dòm này đông này. Vừa nãy mình làm quả parkour CF, trông cũng hẳn hoa là phết nhở. À, bình tĩnh. Mà con nó rớt. Bình tĩnh. Ơ, nó bật khen à? Ôi sao nó hai thằng nháy kìa.
Ủa thằng kia không rớt anh em ạ. Thôi đây, mình thấy một thằng rồi. Đây rồi, đây rồi, ngon ngon ngon. Bây giờ là mẹ mày 1 mét đất là 10 con zombie. À 1 mét vuông đất là 10 con zombie. Thì phải là ăn của mình á. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Mày cứ chạy đi. Con chó này nó ăn hộp đạn của mình anh em ạ. Ăn hộp đạn này. À bạn ơi phải trả giá thôi. Úi dồi ôi. Thế bắt cua nhở. Ôi mẹ lag quá không kịp bắt cua anh em ạ. Ủa chuyện gì xảy ra với cái game này vậy? Nên nhanh gọn lạ thường luôn đấy. Khiêm nhàn vừa cờ lờ. Mẹ mấy ông chơi toàn nhiều zombie mình nói chả thế. 7, 6, 5, 4, 3, 2. À game nhanh vừa cờ lờ. Mình tưởng game nhàn thì nó mới vãi lìn. Đấy mình cầm con này thì lại trả đám zombie nhé. Đây zombie. Cào đi. Ok. Ơ, cái gì đây? Ơ kìa, anh em không cào mình à? Nhường đi, nhường. Thôi nhường cái này. Úi dồi. Đây rồi, đến lúc rồi. Mẹ con đại bút nó chạy nhanh thật. Messi bốc cú. Ơ kìa. Ơ sao mình đã bị đập chết vậy? Ơ. À, sao mình bị đập chết nhở? Ủa đấy cho đập thế mà chết mình kìa. Ồ. Vô lý đấy nhở. Trả thù anh em ơi. Một thằng. Chẳng phải đông vui đấy, trong người đông vui đấy. Mình xin nhá. Rồi. Đây. Một thằng. Endless Storm. Ui dồi. Bình tĩnh bạn ơi, lao bình tĩnh thôi. Ơ, con thằng vừa mới thôi. Ơ thôi, cho hai quả destroy à. Chơi thế đi ác quá. Để xịt nhá. Ở đây, thằng này để xịt đây. Ơ, thôi, đọc lại bình dương. Má. Cay thật. Vết chói thế, thằng nào vụt mình đấy. Vậy hình như thằng này vừa vụt mình đúng không? Ôi kìa, đâu trượt kìa. Má, chạy được rồi. Thôi không thằng nào, ôi, bình tĩnh. Ui, tí chết. Chạy thôi anh em. Ôi, bình tĩnh. Ui giời ơi, sao mà đông thế. Mê bắt boy này. Một tát. Ui, không chết kìa. Một tát thì không chết à, cũng cứng đấy. Đây, thằng này thì chết rồi, Ô, thế mà không chết kìa. Ui, không chết luôn mà. Mình không cứ sao vời vết, ừ. Nhưng mà đấy là kiểu bắn vui thôi mà. Lo gì. Tại vì mình cứ ham mình lấy nhiều zom ấy. Với cả không được thẩm du, vấn đề là không được thẩm du. Natsu đặt mục tiêu ra không được thẩm du. Cày, cứ cu. Ê. Ơ sao mỗi mình là rớt vậy? Sao nó không rớt mà mình lại rớt? Đau nha. À đây. Cận chiến đi. Ôi đâu này, em xin lỗi. Ôi. Nó chém mình luôn mà. Ừ, láo thật. Ôi, nó boss thế mình không ăn được kìa. Một này. Mà lúc mà chuẩn bị được nhiều kill thì mẹ mình lại là chơi mấy cái trò mẹ ngu. Thôi mất chuỗi. Ui, bình tĩnh, ôi, nhảy, tí chết, ôi, nhảy bình tĩnh. Ôi, chết cái bỏ con mẹ tôi rồi. Ôi, bên kia này vào đầu ạ, đau đấy.
Qua đây đi. Má mày cứ nhảy nhìn sợ rồi chứ. Thôi đây này. Ô, thế vẫn sống kìa. Mình chơi một cái trò độc lạ, mẹ cầm con AK cũng không dễ dòng đời Destroy Gold nè, bây giờ chả được nổi 15 kill đâu. Ê, cho lượn, cho lượn, đố lượn được luôn. Trời chết rồi. Ôi, sợ thế nhở, cứ nằm một tí lại có một ông ra là chỗ mình. Sợ đấy. Ôi, đấy, ví dụ đây. Mẹ thằng này trâu thế, nó bắn 4-5 viên thì nó mới chết mà. Rồi. Để kêu ơi. Bình tĩnh bạn ơi. Mà không lên được kêu nào hả? 9 kêu. Liệu có lên được 15 không? Đéo lên được rồi. Thôi chạy thôi các bạn. Đuối. Mẹ thế không lên được 10 kêu nhỉ? Thế mình được 9 kêu rồi đúng không? Ừ. Nhưng mình vẫn cận chiến được. Lạ thật. Vẫn top mà, mình vẫn top mà. Giữa lòng đời đất chơi gold, mẹ mình 10, chơi mỗi AK cũng không, mình vẫn top. 8, 7, 6, 5, 4, nhưng mà lag quá anh em ạ. Mình thật sự rất lag rồi anh em ạ. Thật sự rất lag rồi. Sao này ba? Ôi sao out rồi. Rồi ok. Để cào hai đứa đi. Một này. Cào đúng thằng này đi. Hai. Hello Messi Buku. Rồi. Ui lại đông zom quá rồi anh em ạ, lại đông zom quá rồi. Thế này thì hơi dở. Ui. Tí chết. Thôi cút rồi, thế này là cút rồi. Không cứu được thằng Mãnh Thu nhỉ? Bây giờ dí mình. Đéo chết đây cả mọi. Gì như thế nó không chết đấy các bạn. Ai à, đập kinh ấy. Ơi, à, thằng này biết. Thầy phi đúng chỗ kẹt luôn mà. Ô, sao kinh công ở đây. Sao tự nhiên mình mất khỏi cái thanh điêu ấy nhở. Giữa dòng đời Destroy Gold, mẹ tôi cầm AK cũng không. Mẹ mày, lạc quan vẽ lìn. Phan Liquid cũng không lạc quan như này. Bây giờ nó đi hết hai hướng này thì mình chơi kiểu gì? Bình tĩnh các bạn ơi. Bình tĩnh bạn ơi. 3 kill này. 4 kill này. Khó quá anh em ạ, mẹ run tay quá. Bắn khó dã man luôn đấy. Cái này không dễ cho mình nghĩ, mình cứ gáy thế rồi cuối cùng mình chả ăn được. Tụi nó lại qua này anh em ạ. Ôi nó nhảy xin tôi. Tôi cút rồi. Ê kìa. Ơ, 6 kill. Thôi tôi té. Mẹ, thằng chó. Cay vãi. Cứ mỗi lần mình chỉ ăn mạng thì nó lại ra nhá. Cái mod di tích này nó khốn nạn ở chỗ đấy. Lên đây. Xuống. Chạy thôi. Và không quen biết gì nhau cả. Ơi. Ê. Hey. Bình tĩnh boy. Bình tĩnh my boy. Có gì nhảy xịt rồi, có được bú rồi. Cứu bé. Ui ôi. Bố nào sinh đây. Ui, vẫn sống anh ạ. Chết. Ui, thế mà không chết kìa. 10, 9, 8. Ôi, chơi game mà mẹ phải đau đầu thật. Cách thằng top nó 100 điểm nữa à? Cũng khá mong manh ấy. Đây mình ra mình cào thằng này. Chết. Ê, nháy. Ôi giời ơi, tí chết. Thằng này này, ôi, thế mà mất tay kìa. Nhưng lúc để cho nó cào mình mà cũng khó phết đấy. đây rồi, một cận chiến. Đây rồi.
Thằng phải đông vui này. Thằng bắn mình đấy. Thằng bắn mình đấy. Thế do mày chắc đủ rồi nhở? Mình thấy thế đủ rồi ấy. Đây đây, đây quên. Để mình ăn kill cho. Một mạng. Ui ăn được có một rồi. Đam thì cứ lên nhưng mà kill. Ôi. Thế nó cũng có cả chúng mình, may quá. Sợ đấy chứ. Ôi xin ngay cạnh luôn mà. Đây đây. Đây là không ăn được nữa thì thôi, chịu. Rồi. Đây bé ơi, ui nẻ vãi vào đầu luôn kìa. 700 máu. Đây đây, đúng rồi, 4 kill. Cứ ra đây cứu mạng cho mình đi, kiểu gì chả kịp. Đúng rồi đây, cứ ra đây cứu mạng đi. Cứ ra đây cứu mạng đi, đúng rồi. Cứ như thế, phát đi, phát đi, phát đi. Bắt đầu rồi, sao lại nhảy lẩn, lẩn mất tiêu rồi. Đúng rồi, cứ phải như thế, 6 mạng. Đấy, nhảy qua, nhảy qua, nhảy qua. Úi rồi nhảy qua đi. Ô thế không ăn kìa. Sao mình tao nhảy xịt kìa. Tao nhảy xịt thế này ra là mất cơ hội các bạn. Ôi. Nhưng mà nhảy xịt thì không sao. 8 kill này. Ôi thế không ăn kìa, con này giật thế. Mình không nghĩ nó giật thế luôn đấy, nãy là mình thấy tao trượt mà. Ui, ui không chết kìa, chủ quan quá. Ôi giời, úi giời, nhanh đấy. Ê, hey, hello, xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cày. Ê, hey, thôi, 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 chú bình tĩnh, chú đứng đấy. Chú bắn ai đấy? Chú bắn ai đấy? Chú bắn ai đấy? Ơ, sao con tự nhiên cái con này nó khỏe thế nhỉ? Hồi máu mình phải hồi... tĩnh tâm đã, tĩnh tâm mình ạ. Đấy, đang còn cứt ra để hít cơ mà. Ơ, sao ông lại... sao set go làm gì? Sao lại từ bây giờ? Ông so sánh nó bị cập khiễng thế nào ấy nhở? Chứ kích nó từ bao giờ rồi, ông cứ... 10, 9, 8, 7, 6, 5, nhiều ông bây giờ kiểu người xem mới hay sao ấy, nhưng mà... kiểu cái tâm lý của mấy ông ấy nó vẫn kiểu như kiểu... ừ, lạ thật đấy. Hay thôi mình cần kill về nhỉ? Thôi bố rồi. Cào bố mày đi này, đúng rồi. Cay thật. Đây rồi, một mạng. Cào đứng thêm một mạng nữa thôi mình nghỉ. Đây là từ. Ơ sao mình nhảy mãi không được nhỉ? Đau 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 đau. Ủa nó cầm thương xét đây thì chịu rồi, nó cầm thương xét đây thì chịu rồi. Đây mình lao vào đấy. Một thằng, hai thằng, ba thằng này. Nhọt. Tao quá mệt mỏi chúng mày rồi. Ủa ông này còn ngồi đấy. Lộ liễu thế. Thôi cút rồi. Ôi. Thôi chịu rồi. Thôi, 1.800 điểm. Mẹ solo với cái mấy cá một bọn mẹ sao con đưa không kiếm với cả để cho gold thôi. Mình thế này là mình cố lắm rồi. Mẹ nó đúng lúc nó còn nộ anh em ạ. Bây giờ phải để một thằng lên thôi. Và bây giờ mình chốt top anh em ạ. Đúng lúc kia lên được 700 điểm. Thôi, nghỉ đây anh em ạ. RPK Legend nhá. RPK Legend để nó xem xét nhá. Thôi clip của mình cũng đến đây thôi. Tạm biệt anh em. Chúc anh em xem clip vui vẻ.